Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình lại tiếp tục hành trình đi kiếm nấm mố nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy đây, nấm mố nó phát triển ra từ tổ mối đấy. Mình có thể đào lên cho các bạn xem. Chúng rất dài nha các bạn. Đây cái nấm mối này các bạn. Rồi, mình tiếp tục. Mình đi kiếm tiếp nha các bạn. Đây, mình đã kiếm được một số cây nấm mối nha các bạn. Đây, có số cây ở đây nữa nha các bạn. Đang mọc nè các bạn. Các bạn thấy không? Rồi. Mình bắt đầu đào thôi nha các bạn. Đấy. Đây các bạn nghe thấy tiếng kêu nó không? Đây, nhưng mà nó rất là giòn nha các bạn. Đây nấm bút thì rất là giòn các bạn. Đây, các bạn nghe thấy thấy tiếng nó gãy không? Đó, rất là giòn. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Đấy các bạn ơi, vô tình đi tiếp. Đó xuất hiện ra, đây là mối to. Các bạn có thấy không ạ? Đấy, nó đã gãy rồi nha các bạn. Cầm nhấc lên thôi. Đây, các bạn thấy to chưa? Rất là to nha các bạn. Tiếp tục là một cây nhỏ nha các bạn. Ây dạ. Đây nó cứng quá. Rồi. Mấy lá lên. Đây các bạn. Mình tiếp tục thêm một em nữa. Quá tuyệt vời. Tiếp tục đi ra chỗ khác thôi. Đây nha. Đây nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Vâng. Nó còn búp không nha các bạn. Các bạn có thấy không ạ? Cái chỗ đất ra này chắc chắn là có nha các bạn. Thấy nha các bạn. Vâng đây. Không sai nha các bạn. Đây nấm mối đây. Nó vừa mới nhú lên các bạn. Đây nha các bạn. Một em nấm mối nằm ngay trong cái góc này. Tinh dụ. Dùng tay mình đẩy nó thôi. À, chào các bạn. Đất rồi nha các bạn. Đây các bạn ơi. Đây, mình vừa mới phá ra một chỗ. Nhiều nấm mối quá nha các bạn. Đây. Cái này chắn này. To đấy. Tiếp tục này các bạn. Wow. Cái này đất phải có không các bạn? Rồi. Mình quay nó lên nào. Rồi. Các bạn nghe thấy gì không? Rất là giòn. Các bạn. Đây các bạn. Bấm nó. Lên một cây. Lên một cây nữa. Ở đây. Chất lượng. Quá
quá tuyệt vời nha các bạn. Tiếp tục này các bạn ơi, đất nứt ra này các bạn. Đây con kia nó mua nhỏ. Đây, và chỗ hở này, đấy. Quá tuyệt vời. Nào mình tiếp tục nào. Một em. Cái này con nhỏ quá. Đấy các bạn. Thế em này. Wow. Này. Cái này nứt đất rồi. Mà chỗ đất. Nó khô quá nha các bạn. À. Ây da, vẫn còn nha các bạn. Đây. Vâng. Đây em tiếp nhau. Và đóng nắp lại. Tiếp tục các bạn. Đây. Đây này. Wow. Tuyệt vời. Đây này nhỏ này thì sao các bạn. Đây các bạn thấy không. Wow, nó mỏng này các bạn. Nó bị ép dưới lớp đất khô này. Rồi thôi. Và tiếp tục nào. Đây các bạn. Năm dù. Đây. Hai cây. Tuyệt vời. Bỏ vô đây. Xong. Ừ, cái này. Cái này rất là đẹp. Wow. Rồi. Để thêm dưới. Không, cái này nhỏ. Đó. Bỏ kín lắm, kín lắm. Trời, nó lại rất lạ. Thành quả mình buổi trưa nay được tương đây nha các bạn. Nhưng cũng tương đối nha các bạn. 500 gram. Yeah. Về nhà thôi. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nha.